Lô, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Nam ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem sơ qua set đồ của cao thủ Thiên Vương Bang Tân Chưởng Môn của tháng 8 mấy chỗ S10 Đại Danh Kỳ Sử này nha anh em. Và giờ chúng ta cùng xem được set đồ này sẽ gồm những vật phẩm gì. Và ở dưới vòng sáng thì Hoàng Kỳ Nam có một vòng sáng hờ kim, Tân Chưởng Môn Thiên Vương Bang khá đẹp nha anh em. Một vòng vàng dưới chân anh em. Đó đây. Và giờ chúng ta cùng nhìn sơ qua thì sau khi lên Tân Chưởng Môn thì đặc biệt thì cao thủ Hoàng Kỳ Nam đã có cho mình một cái ống tín Thiên Vương Tân Chưởng Môn, tên khá tất cả năm, phá thiên trảm một cấp, chi văn quyết một cấp và chi tinh trục nguyệt một cấp. Cái này là skill chiến ít một cấp nha nam. Đó, chơi skill nào sẽ được một cấp. Đây là một trong những cái ống tín Tân Chưởng Môn khá đẳng cấp. Tiếp tục, sau khi lên Tân Chưởng Môn sẽ được một con ngựa phi dân thoái phiến tay vào kim mã cấp 4 khá tất cả 4. Và tiếp tục đó là một cái chi chống phái kim can chi. Cái chi này khi lên Tân Chưởng Môn sẽ được nha nam. Và sẽ hút sinh lực 5, sát thương lý 35 điểm và sát thương ngoại công 80% và kháng độc 30, bên sát 74, độc móc 72 bên sát như này mà. Độc sát 73 chứ. Bên sát 73 chứ. Mà quá đẹp anh em ạ. Rồi. Tiếp tục chúng ta cùng nhìn sơ qua một gia truyền Ngự Long Hồng Kim phái. Kháng tất cả 22, kháng hỏa 25 và kháng lôi 20, thực sự gia truyền quá đẹp này mà. Gia truyền này bận chủng năm hành thì sẽ đi với đai lưng thổ và nhẫn thổ. Đai lưng thổ, hám thiên trì đâu nha năm. Sinh lực chậm 40, quên chậm 44, chạm long quyết 3 cấp, đất thổ nói là mắt ọc, kháng hỏa 30 mắt, thì dẫn động 58 và thiên vương chí huyết chí chiến ý 2 cấp. Một đai lưng có thể nói quá đẹp năm ơi. Kèm với một nhận kháng lôi 25 30 là kết hoàn toàn gia truyền nha năm, kết hoàn toàn gia truyền này nha. Quá chắc này mà. Tiếp tục đi kèm với một cái áo hám thiên. Vũ thần tương kim giáp, nói chung là một trong những cái áo đặt móc 47, kháng hỏa 30, khá đẹp. Áo này đi với đai lưng thổ và nhẫn thổ chuẩn luôn này, mà chuẩn nắm hành luôn. Trời ơi, tầm này solo ai chịu nói. Rồi, một cái nón kháng hỏa chón. Cái này kích 6 dòng luôn này mà. Nón này mang vào là kích 100% cái dòng kháng hỏa rồi, còn lại kích chón và sinh khí thì nhờ áo kim và gia truyền kim. Nón này kích 6 dòng hoàn toàn. Và một bao tay thủ lý 2440 sinh lực lực để kèm với cái nhẫn kháng lôi, sinh lực cao được kích dòng chậm và một đôi giày. Đôi giày này chuẩn mọc luôn nè mà, cũng là giày hám thiên luôn. Ui trời ơi. Tốc 49, sinh lực, hàng văn quyết 3 cấp, kháng lôi 33, thông pháp 11 và thừa long quyết 1 cấp. Nói chung là đôi giày này khá đẹp nè mà. Đi kèm với một cái ngọc bội 540, sinh lực và thông pháp 20. Nói chung là set đồ này chuẩn ở đây là 80 chậm từ bao tay và ngọc bội. Chón thì có 40 chón từ nón nha nè. Quá dữ. Thì sẽ đồ quá pin em ơi. Chuẩn năm hành. Và để kèm với một phi phong kháng tất cả 10 và một tiết bình tình kháng tất cả 5. Chung Thiên Bang này quá trâu này mà. Lên Tân Chưởng Môn Thiên Bang thực sự với cái tầm này thì Thiên Bang này đi solo có thể nói là vô đói mà. Thiên Bang này cấp cũng thấp thôi, không được cao đâu mà, cấp 122 thôi. Nhưng mà tất cả mọi cái hoạt động thì như là đại hội anh hùng, liên đấu này nọ thì anh ta đều dành cho mình những cái phần thưởng khá là cao. Hàng ngày thì cao thủ này lên đại hội anh hùng cũng khá là nhiều này mà. Rồi. Chung là tổng set đồ này nhìn sơ qua thì Khải thái thì cũng khá là ok đó em ơi. Tính sơ qua Thiên Bang này quá khỏe em ơi. Không gì để chơi với một ạc Thiên Bang đi kèm với 4 món kim môn phái như thế này. Kèm với một cái chì Tân Chưởng Môn chống phái kim cang chì. Một cái chì thực sự quá chắc em ơi. Chì này đập vào chuyện nước knock out thôi. Để không nói chạy không kịp nè. Chưa nói tính đến một cái đôi giày tóc 49. Nếu đôi giày tóc 50 nữa đẹp nha. Thêm được một tóc chạy nữa khỏi chơi luôn em ơi. Cái đôi giày này thực sự là quá dữ. Đai lưng cùng mát 3 cấp, áo thì đạp móc 47, giày thì 3 cấp. Dây chuyền thì tương đối mát này mà, 22, 25, 20. Nón thì mát 6 dòng, bao tay cũng tương đối mát. Nói chung là một trong những set đồ Thiên Vương Bang khá chắc này mà. Rồi, anh em theo dõi video đừng quên đỡ lại cho cầu thủ Thiên Vương Bang Hoàng Kỳ Nam này một like chia sẻ hội cho anh em ơi. Không nhiều hơn thì kính chúc anh em một ngày xem video vui vẻ nha. Mà set đồ này thì nói chung thằng Khải nghĩ đỡ mà mua thì đỡ mà ép thôi. Đôi giày này Khải nghĩ cũng tầm 1 triệu quay đầu. Đai lưng này cũng hơn 1 triệu. Áo này khoảng 700-800 nghìn. Gia chìa này Khải nghĩ hơn 2 triệu quay đầu này mà. Khoảng 30 kim 2 triệu á. Nói chung là tầm này thì đi ép từng mảnh thì nó tầm giá đó này mà. Tại vì nó đã ra mảnh loại 2 loại 4 rồi. Thì mấy cái này đồ này thì nếu mà ai mà đam mê thì Khải nghĩ gom cũng có thôi. Tại vì server không ai gom nhiều thì một mình gom là ok luôn á. Chung là tổng số đồ là Khải nghĩ cả nón tím và bao tay này trên dưới gần 10 triệu này mà. Trên dưới gần 10 triệu cái con Thiên Bang này. Đó. Quá dữ luôn. Còn mấy món này là Tân Chưởng Môn được tặng free 25 ngày gì đó nha nè. Tặng free 3 món nhà vũ khí ngựa và ấn tín sẽ tặng free nữa. Hàng sử dụng. Rồi, anh em theo dõi video đừng quên cho like, chia sẻ ủng hộ cho nó like, chia sẻ ủng hộ cho nó. Và những video sau Khải sẽ tiếp tục sâu đồ những cao thủ Tân Chưởng Môn tiếp theo cho anh em xem. Ok, kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.